Nhiều hoạt động ý nghĩa đã và đang diễn ra khắp các địa phương trong tỉnh. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Trong đó, tỉnh Lào Cai đã tổ chức 11 đoàn công tác tặng quà cùng dự chung vui ngày hội đại đoàn kết tại các huyện, thị xã, thành phố. Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc có sự tham gia động viên của đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới chúc mừng biểu dương thành tích đồng bào các dân tộc đạt được, đặc biệt là phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Các đồng chí lãnh đạo đã tặng hàng trăm xuất quà cho các khu dân cư, hộ gia đình khó khăn, quỹ vì người nghèo trung ương, trao hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Lào Cai. Dịp này, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã khánh thành bàn giao 83 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình khó khăn tại các địa phương trong tỉnh, tổng trị giá 2,9 tỷ đồng.